Hàng trăm năm mọi người cho rằng Nostradamus đã tiên tri các sự kiện tương lai chính xác một cách lạ lùng. Nhưng có một điểm chung của những khẳng định này là chúng đều được nói ra sau khi xảy ra sự kiện. Chưa từng có ai nhờ Nostradamus để tiên đoán thành công trước khi sự kiện xảy ra. Điều đó không có nghĩa là chưa có ai thử. Có câu thơ trong các lời sấm của Nostradamus liên quan đến tháng 7 năm 1999. Tháng 7 năm 1999, từ trên cao vua tàn khốc sẽ đến. Nó sẽ mang theo vua Mông Cổ và sau đó chiến tranh ngự trị. Nó nói về Dan Freyer, vua tàn khốc. This is frequently assumed to mean that there's going to be a king of terror coming from the sky. Năm 1999, người ta cho rằng đó là kẻ chống Chúa, hoặc có lẽ sao chổi hoặc nỗi sợ nào đó bạn có thể nghĩ tới. Khi những ngày tháng 7 năm 1999 trôi qua trên khắp thế giới, mọi người nghĩ đến câu thơ của Nostradamus sẽ thành sự thật. Có một sự hoang mang thực sự, vì nó có vẻ liên quan đến ngày tận thế. Thị trường chứng khoán tụt dốc và ở vài nước, các cửa hàng trống không. Ở Pháp, nhà thiết kế danh tiếng Paco Rabanne tin chắc ngày tận thế đã kề cận nên ông đã hủy buổi biểu diễn lớn ở Paris. Nostradamus không bao giờ sai. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 7 đến và đi. Thế giới vẫn tồn tại. Các chuyên gia về Nostradamus đã tính toán lại và một ngày mới được đưa ra là ngày 11 tháng 8. Nhưng chẳng có ngày tận thế nào. Vậy sao lại không? Bộ phim này hé lộ một trong các vấn đề lớn nhất về việc nhờ những lời sấm của Nostradamus để tiên đoán tương lai. Câu văn trong tác phẩm của ông chứa đầy lỗi. Toàn bộ dự đoán về năm 1999 dựa trên từ Dan Freyer, hay còn dịch là vua tàn khốc. Khi nghiên cứu câu thơ theo tri thức thế kỷ 16-17 ở Pháp, và khi nghiên cứu bản in đầu của ông, không có dấu nháy giữa D và I trong Dan Freyer. Vậy Dan Freyer không có dấu nháy, đơn giản có nghĩa là vị vua hào phóng tốt bụng. Một vị vua như vua Wenceslas trong bài hát Mừng Giáng Sinh. Hóa ra sau nhiều năm, từ ngữ của ông đã bị thay đổi. Chính công nghệ in hiện đại khiến ông nổi tiếng lại chèn lỗi vào tác phẩm của ông. Peter LeMessurier đã nghiên cứu chi tiết các đoạn thơ gốc. Rất khó để tìm bản sao của ấn bản giống hệt nhau, vì mọi thứ được in bằng tay. Print fell out of its frames while it was being printed. Adjustments and corrections were made as you were going along. So as a result, quite a lot of words got misprinted. Từ số 2 thường bị in thành từ của họ, hoặc từ khác là quý bà thì thường bị in thành từ linh hồn. Khi thấy các từ không quen hoặc không đúng vị trí, thợ in cố gắng điều chỉnh lại và đôi khi chúng không chính xác với bản gốc. Không nao núng, những người ủng hộ Nostradamus đã giữ một vài đoạn thơ có thể tin cậy được. Leon Phantom tin chắc về câu thơ tiên đoán một anh hùng quân đội Pháp nổi tiếng. Ba lần người có tên là De Gaulle sẽ lãnh đạo nước Pháp. Nếu nghĩ về tướng Charles De Gaulle,
vị tướng anh dũng trên mặt trận của Pháp, đã lãnh đạo nước Pháp chống lại quân Đức. Cuối cùng là tổng thống nổi tiếng từ năm 1958. Vậy là ba lần người có tên là De Gaulle lãnh đạo nước Pháp. Nhưng theo Peter LeMessurier, đây là một ví dụ khác về Nostradamus bản dịch sai. Với những người không hiểu tiếng Pháp của Nostradamus, họ nói chắc chắn có nghĩa nào đó sâu hơn. Ngay cả với những người hiểu tiếng Pháp, nhưng không quen với tiếng Pháp thế kỷ 16, hoặc có người hiểu tiếng Pháp thế kỷ 16 nhưng không biết cách dùng tiếng Pháp của Nostradamus cũng nói vậy. Câu thơ có thể nói về đế chế La Mã cổ đại Julius Caesar, mô tả Gaul bị chia thành 3 phần. Hecuin là họ của người lãnh đạo Chibat de Gaulle. De Gaulle trois Guillons surnommé. Actually, all he's saying is De Gaulle trois of the three Gauls. Julius Caesar had described Gaul as being divided into three parts. So all a translation should say of that is from Rome to Denmark, Hercules shall be surnamed the leader of tripartite Gaul. Giờ có thể đọc De Gaulle theo cách đó nếu muốn, nhưng bạn sẽ kéo dài nó một chút. Với tất cả sự mơ hồ này, đâu là ý nghĩa của những tiên đoán nổi tiếng nhất của Nostradamus? Chúng còn đáng tin cậy không? Một trong những lời sấm nổi tiếng nói về sự trỗi dậy của Hitler. Nhưng còn đáng tin không khi tên trong bài thơ lại là Hister? Tác phẩm nổi tiếng của ông chỉ ra người có tên là Hitler sẽ nổi lên ở Đức và gây ra nhiều tai họa. Thực tế, ông dùng một đoạn dài giải thích từ Hister, thực ra là tên Latin cũ của hạ lưu sông Danube. Mặc dù giống nhau nhưng không thể suy diễn như vậy. Tất nhiên, người ta nhìn lại và nói ông sinh ra gần Danube. Vậy nên, bạn không bao giờ thắng trong chuyện tranh cãi này. Nhưng nếu Nostradamus ám chỉ Hitler, sao ông không nói rõ ra? Những người ủng hộ ông nói ông đã cố ý sai sót vì lý do rất rõ ràng là do sự thẩm tra của tòa án. Vì là người Do Thái cải đạo, Nostradamus phải cẩn thận với lời nói. Một trong những nguy hiểm của ông ở thế kỷ 16 là ông bị nghi ngờ làm điều sai trái từ đợt thẩm tra. Họ bắt giữ và hành quyết các nạn nhân rất tàn nhẫn. Và Nostradamus phải tìm cách che đậy dấu vết. Nostradamus chỉ là cái gai nhỏ với hội thẩm tra, vì họ nghĩ ông khó có thể vượt qua ranh giới mỏng giữa chiêm tinh tuyệt đối và ma thuật nguy hiểm. Tuy rất nhỏ nhưng tôi không nghĩ ông là người họ để ý. Có rất nhiều tín đồ cơ đốc đã bị bắt giữ và thiêu sống. Vậy việc gì phải bận tâm đến kẻ bướng bỉnh từ province, người chỉ có hơi hướng tiên tri? Vậy có lẽ không cần biến từ Hitler thành mật mã Hister. Có một sai lầm rõ hơn về lời sấm phát xít nổi tiếng. Với cơn đói, thú dữ sẽ băng sông. Hầu hết cả thế giới sẽ chống lại Hister. Người vĩ đại sẽ thấy mình đi trong lồng sắt. Đảng phát xít khẳng định câu thơ tiên đoán chiến thắng của họ. Nhưng thực tế họ đã thua. Giờ họ cho rằng từ đầu câu thơ đã tiên đoán đúng và cho rằng đoạn thơ thật thú vị vì nó không chỉ nói về Hitler mà còn nói về Mussolini, kẻ bị treo ngược trong lồng sắt trong một gara đổ nát gần hồ Como ở Ý với vợ hắn.
Bầy thú đói băng sông, nên tưởng đến chuyện người Nga băng qua một con sông để đến Đức. Trẻ con Đức không hiểu gì, hàm ý rằng chúng không biết điều gì xảy ra với chúng nếu chúng theo Hitler. Tôi nghĩ đoạn thơ rất chặt chẽ. Nostradamus's words, it seems, can be constantly reinterpreted as events change. Vấn đề là hiếm khi ông đưa ra thời gian vào lối sấm. Khi Nostradamus đưa ra thời gian, ông hay có xu hướng rào đón. Vụ cháy lớn ở London không được dự đoán vào năm 1966 là năm xảy ra sự kiện. Nó chỉ được nói là năm 66. Các nhà phê bình nói sự ước lượng này tăng khả năng sự kiện trùng với lời sấm. Theo luật xác suất, sự kiện không chắc chắn vẫn có thể xảy ra nếu đủ thời gian. Richard Wiseman là nhà phê bình Nostradamus mạnh mẽ nhất. Ta đang chơi trò roulette của Nostradamus. Trong roulette, thông thường bạn đặt tiền vào một số nào đó, bánh xe quay và nếu vào đúng con số bạn đặt thì bạn thắng. Nhưng khi Nostradamus đưa ra lời sấm, ông không nói khi nào nó xảy ra. Vì vậy, trong trò chơi roulette này, bạn chọn một số và cứ quay đến khi nào bạn thắng. Như một con bạc, Nostradamus dựa trên tỷ lệ theo các lần để đạt độ chính xác theo dự đoán. Hey, red 23. Exactly as I predicted. So there you go. Đó là điều tuyệt vời về Nostradamus. If you give it long enough, you always win. Đôi khi, dù thơ của Nostradamus có vẻ rất trùng khớp và thật sự đáng sợ vì nó có xu hướng bỏ qua logic. Vậy lời sấm kỳ lạ gần đây về vụ 11 tháng 9 thì có ý nghĩa gì? Lửa từ tâm trái đất sẽ rung chuyển tháp của thành phố mới. Kết quả hai tảng đá lớn sẽ dấn vào một cuộc chiến trường kỳ. Đến khi các con suối ở Athusa lại làm dòng sông nhuộm máu.